Bạch Thế Tôn, nếu bốn tịnh lự không tăng không giảm, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu tám giải thoát không tăng không giảm, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ? trứng tác quả vị giác ngộ cao tột Bạch Thế Tôn nếu pháp môn giải thoát không không tăng không giảm, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không tăng không giảm thì tại sao đại Bồ Tát tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn nếu bậc cực hỷ không tăng không giảm, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân cũng không tăng không giảm thì tại sao đại bồ tát tu hành bậc cực hỷ tu hành bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột Bạch Thế Tôn, nếu năm loại mắt không tăng không giảm, sáu phép thần thông cũng không tăng không giảm thì tại sao đại bồ tát tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn Tam Ma địa không tăng không giảm, pháp môn Đà La ni cũng không tăng không giảm thì tại sao đại bồ tát tu hành pháp môn Tam Ma địa, tu hành pháp môn Đà La ni chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu mười lực Phật không tăng không giảm, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành mười lực Phật tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, nếu Pháp không quên mất, không tăng, không giảm, tánh luôn luôn xả, cũng không tăng, không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành Pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu trí nhất thiết không tăng, không giảm, trí đạo tướng, trí nhất thiết từ tướng cũng không tăng không giảm thì tại sao đại bồ tát tu hành trí nhất thiết tu hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột hết quyển thứ ba trăm